Nam Mô A Di Đà Phật. Hội đủ duyên lành bằng cái tình cảm yêu thương. Ngày hôm nay có gia đình cô chú anh chị em ở bên nước Úc. Dù xa quê hương nhưng nhìn về quê hương bằng tình cảm yêu thương, phát tâm từ bi, hạnh tâm từ bi, tâm gieo hạt giống Bồ đề của Đức Phật A Di Đà. Thương cho hoàn cảnh của ông Út. Ông Út tên là Ngọc, năm nay ông Út 83 tuổi, sức yếu tuổi già, sống trong một ngôi nhà không có vợ, không có con bên cạnh. Ngày hôm nay gia đình của cô chú anh chị em ở bên nước Úc xin trao tặng món quà yêu thương, đó chính là 350 cùng với 10 kg gạo. Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức lành này hồi hướng cho người mẹ của cô chú anh chị em, đó chính là bà Hà Cặn, pháp danh Huệ Thọ, và người con, đó chính là ông Quỳnh Chí, pháp danh Nguyên Minh. Xin hồi hướng công đức lành cầu cho hai mẹ con của ông bà giảng sanh nơi miền cực lạc quá. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Con xin một lần nữa cảm tạ và tri ân tấm lòng bao la, tấm lòng cao cả của gia đình cô chú anh chị em ở bên nước Úc rất là nhiều. Cầu chúc cho gia đình cô chú anh chị em sở nguyện tỳ tâm sở cầu như ý, đời đời được sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Xin Đức Phật A Di Đà tác đại chứng minh.